top 5 cổ phiếu được nước ngoài săn đón nhất năm 2022. Phần 3, FPT, doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghệ viễn thông tại Việt Nam. Thì trong cuộc cách mạng 4.0 thì chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ là một xu hướng tất yếu không những trên thế giới mà ngay cả Việt Nam cũng vậy. Thì FPT là doanh nghiệp được hưởng lợi nhờ điều đó. Đầu tiên, giá chênh nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng trả để mua cổ phiếu FPT là 10% so với thị giá. Thứ hai, về cái lý do hấp dẫn thì gồm 3-4 cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là hoạt động trong ngành có xu hướng tăng trưởng mạnh. Yếu tố thứ hai đó là lợi thế cạnh tranh của FPT rất lớn nhờ vào cái nguồn nhân lực dồi dào, trẻ, học toán nhiều ở Việt Nam. Rồi là thương hiệu họ rất mạnh, thành ra họ thu hút được rất nhiều. Bên cạnh đó thì họ có trường đại học cung cấp cái lượng nhân sự rất lớn cho cái tập đoàn này. Thì lưu ý tập đoàn này năm 2022 có thể tuyển đến 8.000 nhân sự mới trong cái năm đó và các năm sau còn nhiều hơn nữa cơ. Thế do đó là có trường đại học là rất tốt. Và cái yếu tố thứ ba đó là định giá khá hấp dẫn với cái PE cho năm 2022 khoảng độ 15.5 đến 16 lần thì là hấp dẫn đối với một kiểu cổ phiếu công nghệ hàng đầu. Và yếu tố thứ tư đó là cổ tức của cổ phiếu FPT này khá cao và đều đặn qua các năm, vừa bằng tiền vừa bằng cổ phiếu. Và phần thứ ba đó là triển vọng của FPT thì được đánh giá là rất là sáng, với cái tăng trưởng của mảng phần mềm lên đến 25% một năm trong 5 năm tới. Mảng viễn thông thì không tăng trưởng mạnh bằng, nhưng mà nó có cái sự hiệu quả cao và có thể tăng trưởng trên 10% một năm. Mảng giáo dục và đầu tư thì hỗ trợ các cái mảng khác rất nhiều. Thì giáo dục thì hỗ trợ nhân sự cho mảng phần mềm. Ngoài ra giáo dục nó cũng sinh lời rất là tốt. Từ đó tăng trưởng của FPT có thể đạt từ 18 đến 20% một năm trong 5 năm tới.